Chào các bạn, cái lò vi sóng của hãng Electrolux này nó bị một cái bệnh là thấy khách bảo là đang dùng, đang chạy bình thường thì nó nghe tiếng nổ bụp cái thì là không vào điện nữa. Thì sau khi mình tháo ra, mình kiểm tra qua thì cái cầu chì tổng này mình đo thử nó không cháy này. Và cái dơ le bảo vệ quá nhiệt này nó cũng không cháy. Thì cái model này nó là cái model, để mình cho xem các bạn xem nhé. Đấy, model của nó này, hãng Electrolux nhé các bạn nhé. Đây là một cái lò điện tử, tức là cái phím, cái mặt điều khiển của nó là có đồng hồ hiển thị và các phím bấm, chứ không phải là hệ thống phím cơ. Và cái lò này ấy, thì năm tháng 5 năm 2019 này mình đã xử lý một cái ban của nó, là cái ban bị chạm tụ ra vỏ và mình vẫn tận dụng lại, nhưng lần này nó không phải bị cái bệnh này. Mình cắm điện thử này, mình cắm điện nhé, lò nó không vào điện gì mặc dù là cầu chì không cháy. Video này mình sẽ sửa về mình đoán là cái nguồn cấp trước của nó lỗi, cái nguồn cái bo nguồn cấp trước này mình sẽ tháo nó ra để mình sửa nó nhé. Sau khi mình đã tháo nó ra thì đây chính là cái phần bo điều khiển của nó và đây chính là cái bo nguồn của nó nhé các bạn nhé. Và lỗi của nó là trên cái bo nguồn nhỏ này, là cái bo nguồn cấp trước ấy. Thì vì cái bệnh ban này mình gặp khá nhiều và nó rất là dễ, nó chỉ hỏng một con linh kiện thôi. Nên mình sẽ vẽ lại cái mạch nguồn của con này để mình phân tích, để lưu giữ lại. Thì mình cũng nói luôn nhé, đây là cái lò của hãng Electrolux nhé. Nhưng cái ban này mình cũng gặp khá nhiều trên một số model của hãng Saab hoặc một số hãng khác. Và bất kỳ hãng nào mà nó sử dụng cái bo nguồn của hãng Media này các bạn này, tức là bo nguồn nó đặt của hãng Media nhé, thì nó đều bị cái bệnh chung như thế này. Thì đây chính là cái bo nguồn mình đã vẽ ra này. Và trong quá trình mình phân tích ấy, mình sẽ nói cho các bạn biết là cái con linh kiện chết của nó. Đầu tiên ấy, thì điện áp vào nó chính là ở dây, ở cái vị trí cái cọc có 3 chân này này. Thì vào nó là sẽ là cọc L và N thấp và L cao này, tương đương với điện áp xoay chiều đầu vào là L, N khá thấp này. Sau đó nó sẽ được đi qua một con điện trở hạn, con điện trở 22 ohm này, điện trở cầu chì này, và nó sẽ đi vào cầu 4 con diode 1, 2, 3, 4 này. 4 con diode này sẽ chuyển đổi điện áp AC220 thành điện áp DC300V và được lọc, đầu tiên được lọc trên một con tụ 10mi 450V là con này. Sau đó là cái điện áp dương này ấy, nó phần dương thì nó đi thẳng luôn, nhưng phần điện áp âm, phần đến âm của 300V này, nó sẽ đi qua một cái quận L101 này, quận L101 này này, mình đang chỉ này, nó sẽ đi sang bên này và nó sẽ đi vào mát toàn máy. Và cũng là sau đó nó sẽ được cái con, sau khi được điện áp được lọc, nó lại lọc cái điện áp âm nhé các bạn nhé. Sau đó nó sẽ lọc thêm một con, qua một con tụ 10mm nữa thì bắt đầu sẽ cấp vào cho mạch nguồn xung, nguồn xung cách ly. Thì đây chính là cái biến áp xung này mình vẽ trên sơ đồ này. Và cái mạch nguồn này ấy, nó sử dụng con IC nguồn là NNK364, là con IC đây nhé các bạn nhé. Vì nó là cái nguồn xung cách ly, tức là bên này là bên mình vẽ thẳng này này, bên này là bên sơ cấp thì chúng ta sờ sẽ bị giật, và bên này là bên thứ cấp chúng ta sờ sẽ không bị giật. Do đó nó phải có một cái con hồi tiếp cách ly quang để hồi đi tiếp cái điện áp đầu ra để đưa về cho so IC nguồn ấy, để IC dựa vào đấy hoạt động để khống chế cái điện áp đầu ra ổn định. Và trên mạch ấy, nó có một con PC817 nữa, nó có hai con nhé, một con là hồi tiếp cách ly, hồi tiếp nguồn này, và một con nữa ấy, là nó liên quan đến mạch ACNET, mạch bảo vệ điện áp, tức là nhận biết cái điện áp đầu vào ấy. Thì mình sẽ nói trước cái về mạch nhận biết điện áp đầu vào nhé. Đó chính là con PC817 là con bên ngoài này, và chúng ta để ý là chân 12 nó nằm bên sơ cấp, chân 12 là bên sơ cấp này. Còn đâu cái phần con so quang của hồi tiếp ấy, thì là chân 12 của nó nằm bên thứ cấp.
Thì đây chính là cái mạch mình nói là mình hiểu ấy, thì nó gọi là mạch lấy mẫu cái tần số điện áp đầu vào. Nó đưa ra được cái chân zero này ở trên cái chân này này để nó đưa sang cái bo bên cạnh, đưa sang cái bo điều khiển này này. Thì cái nguyên lý của cái mạch ACDS này nó sẽ như thế này nhé. Nó sẽ lấy mẫu cái tần số các bạn ạ. Điện áp vào này, nó sẽ đi hạn qua một con điện trở 220K, nó chính là con điện trở này này các bạn này. Sau đó nó đi thẳng vào chân 1, nó ra chân 2 của con so quang bên ngoài này nhé. Nó gọi là con IC102 đấy, IC102 mình cũng ghi rõ này. Sau đó nó đi và nó đi qua con D4. Chỉnh đi qua con D4 để nó về cái dây còn lại của nó. Thì như vậy là nó chỉ dòng chảy qua 1-2 của con PC817 này, nó chỉ là lấy của một nửa chu kỳ thôi. Tức là đầu ra bên này nó sẽ chỉnh lưu, tức là nó sẽ có cái mạch để nhận biết được cái tần số đầu vào là 50 Hz nha các bạn nhé. Còn cái mạch nguồn của nó sẽ như thế này này. Thì khi mà chúng ta cấp điện ấy, à đấy, mình cũng nói luôn nhá. Cái đầu ra điện áp của nó ấy, của con cái quận cái biến áp này này, nó sẽ ra được hai mức nguồn. Trên này nó cũng ghi luôn này các bạn nhỉ. Nó ghi là mức 5V là 12V đấy. Thì cái mức 12V ấy thì nó sẽ cấp cho ba con dơ le. Ba con dơ le mình đang chỉ này. Con này ấy, thì là cấp cho phần thanh nhiệt của chức năng lướng. Còn con này ấy, là con sẽ cấp cho cái biến áp to bự ấy, để tạo ra cái gọi mình gọi là cái biến áp vi sóng nhá. Con dơ le này. Và một con dơ le nữa này, con dơ le nữa này mới theo mình hiểu ấy, thì đây gọi là con dơ le xác nhận nguồn này này. Thì sau khi điện áp dương 300V được chỉnh lưu qua cầu diode này ấy, nó sẽ được lọc bởi hai con tụ này. Và nó đi qua quận L1 này nữa. Tới đây ta sẽ thu được điện áp DC 300V. Và cái năng lượng DC 300V nó nằm trên con tụ thứ hai này, nó chính là phần nguồn để cấp cho cái mạch nguồn xung này nó hoạt động. Thì sau đó là cái điện áp dương ấy, nó sẽ đi vào quận sơ cấp của cái biến áp và nó đi tới chân 5. Chân 5 của con IC nguồn nó là chân D của con MOSFET. Thì tại chân chân S của nó, con MOSFET này nó chính là chân 1 2 7 8 được là nối với đất. Thì mà khi mà được cấp điện ấy, tại chân 5 mà có điện áp dương 300V ấy, nó thông qua một cái mạch RU, nó sẽ hạ được cái điện áp từ cái 300V đấy xuống một cái điện áp khoảng 5,8V để cấp cho cái mạch tạo dao động bên trong IC để IC hoạt động. IC hoạt động và nó sẽ tạo ra các xung tại chân G của con MOSFET, nó sẽ đóng ngắt từ 5 xuống mát liên tục này. Thì khi đó là sẽ có cái điện dòng điện biến thiên, nó sẽ biến cái điện áp DC 300V này thành một cái dòng điện biến thiên chạy trên cái quận sơ cấp này này. Và khi đó ấy, thì trong lõi ferrite này sẽ có từ trường biến thiên. Thì là hai quận bên thứ cấp nó sẽ nằm trong cái từ trường biến thiên đấy, nó sẽ có điện áp cảm ứng ra. Thì điện áp tại một quận ấy, nó sẽ chỉnh lưu qua con D107 này, sẽ xe ra được 5V để cấp cho vi xử lý ấy, và 12V được con D106 này chỉnh lưu ra 12V để cấp cho dơ le. Thì nguyên lý hồi tiếp của nó ấy, khi cái điện áp 5V này này đầu ra này, nó sẽ đi qua con R105 này và nó tràn qua con DZ 5,1V này nhé. Nó tạo được cái một dòng chảy 1,2 của con IC con so quang 817 này. Thì nó tạo dòng chảy 1,2 thì tương đương nó sẽ tạo được cái dòng chảy 4,3. Thì là cái điện áp tại chân 3 nhé. Thì là con IC riêng cái dòng NDK này là tại chân 3 của nó là điện áp DC ra để phục vụ cho phần hồi tiếp nhé. Tức là từ cái mạch RU này này, nó sẽ tạo ra được nguồn 5,8V, ngoài nó cấp cho mạch tạo dao động, nó cũng đưa ra tại chân 3 là cái điện áp tầm khoảng 5,8V hoặc 5V này, nó sẽ đưa vào chân 4 của con IC so quang này. Và khi mà có dòng chảy 1,2 này hồi tiếp này thì nó cũng sẽ tạo được cái dòng chảy 4,3 để đưa cái điện áp từ chân 4 này, tức là từ chân 3 của IC ấy, đi từ 4 sang 3 của con PC817 này để đưa vào chân 4 của IC dao động. Thì chân 4 là chân FB, thì con khi chân 4 nhận được điện áp ấy, thì con IC cái mạch tạo dao động trong IC này ấy, nó sẽ dựa vào cái điện áp phản hồi về chân 4 này này để nó duy trì cái xung đóng ngắt con MOSFET này để điện áp đầu ra tại vị trí 5V này là luôn chỉ là 5V thôi. Đấy là cái nguyên lý ổn áp của nó. Còn về ban của con này thì nó sẽ là con này đây, nó sẽ là mình trong quá trình mình sửa chữa mình gặp rất nhiều là con cuộn cảm L101 này bị đứt. Và ban trên cái mạch này cũng thế, mình sẽ đo cho các bạn xem này.
và mình cũng phân tích luôn tại sao nó lại hay hỏng. Mình đo hai chân của nó sẽ không lên này. Thì để mình giải thích về cái con điện trở, có con cuộn cảm này nhá. Con cuộn cảm này nó trên nó có những cái vạch là đỏ đỏ, ba vạch đỏ và một cái vạch bạc. Thì mình cũng chả cần để ý đến chỉ số Henry của nó, chỉ số cuộn cảm nó là bao nhiêu. Nhưng mà cái nguyên lý của nó là như này nhá. Đối với những cái mạch nguồn như thế này này thì thường mạch đầu vào AC2.2 nó sẽ có R tụ này và một cái cuộn L lọc lọc đứng trước, sau đó nó mới đi vào mạch chính lưu. Nhưng riêng những cái mạch này nó không sử dụng như thế mà nó sẽ điện áp 2.2 nó đi vào thẳng luôn. Dẫn tới là cái cuộn L này là nó có tác dụng là lọc nhiễu nha các bạn nhá. Chặn nhiễu, chặn xung nhiễu nhá. Thì khi mà cái lò vi sóng hoạt động ấy, và đặc biệt luôn cái lò này ấy, là chạy và thấy khách bảo là đang chạy, sau đó là tức là đang nó đang chạy ấy, thì khi đó là cái biến áp sẽ được đóng ngắt điện liên tục, mà nó cứ đóng ngắt liên tục theo tùy theo đặt công suất ấy. Thì khi mà cái biến áp mà cứ được cấp điện rồi được ngắt điện ấy, thì là tại cái điều đầu vào AC chính trên cái mạch này này, trên cái lò này này, nó sẽ có cái xung từ cái biến áp lò vi sóng nó đưa ra rất lớn. Thì cái xung nhựa xung nó có cái xung đấy nhá, nó sẽ đưa ngược vào làm có thể nào ảnh hưởng đến cái mạch IC nguồn hoặc cái mạch nguồn cấp trước này. Dẫn tới nhà sản xuất nó sẽ thiết kế là nó có một con cuộn L1 này để chống cái xung đấy. Thì ra chỉ cần chống trên một đường thôi là được, chứ không phải là cần cả hai. Do đó mà khi mà khách đang chạy này, rồi là lò vi sóng tách cái tiếp điểm để cấp nguồn cho biến áp ấy, cho biến áp lò vi sóng ấy, thì nó sẽ trên cái đường L đầu 2 dây đầu vào này, nó sẽ có một cái xung xoay chiều rất là lớn, nó đưa ngược trở lại và nó dội, và nó có thể nó sẽ làm hỏng đứt con này, rất hay đứt con này luôn. Nó cái xung đấy ấy, thì là nó lại không làm cháy được con điện trở 22 ohm này, mà nó lại làm đứt cái con L1 này, con L101 này này. Dẫn tới là khi nó mất ở đây nhá, đứt ở đây nhá, thì là mạch nguồn cấp trước là không được cấp đi nữa, nó sẽ không chạy, dù là có dừng vào rồi nhưng mà âm nó còn nữa, nó mất. Và khi chúng ta tháo ra là con tụ này tích điện nhá, các bạn để ý chúng phải xả đấy. Khi tháo ra này vừa lại mình phải bóng đèn mình xả ấy. Chứ sờ vào nó bị dậy, nó vẫn tích được cái điện áp khoảng 300V trên cái con tụ đầu tiên này này. Thì để sửa cái mạch này ấy, thì chúng ta có thể là lối được, tắt cái này cũng được, vì nó có điện trở cực gì rồi. Nhưng mà nối tắt này thì có thể là cái mạch con IC nguồn này sẽ chịu những cái xung mà con biến áp lò vi sóng nó đưa ra khi nó ngắt ấy, thì có thể là mạch nguồn nó sẽ không có IC, nó sẽ chịu cái xung đấy, có thể nó sẽ chết. Như giải pháp của mình ấy, thì mình sẽ sử zin bằng cách là mình sẽ có những cái bar adapter như này, và nó cũng có con cuộn L y như thế luôn, tuy chỉ số khác là cái màu của nó khác nhưng mà nó vẫn chức năng. Thì mình lấy một con như thế, mình sẽ lắp vào đó là nó sẽ chạy bình thường. Đây các bạn, nó cũng là cái con tác dụng y thế nhá. Như vậy là theo cá nhân mình hiểu ấy là do cái cuộn L này, cuộn L1 này nó hay bị đứt ấy, là do nó có cái xung phản hồi từ cái biến áp lò vi sóng nó đưa về, nó dẫn tới nó chết. Cũng không loại trừ trường hợp là do nhà sản xuất là tính toán cái con này nó bé quá, tức là cái vòng dây nó nhỏ quá, nó dễ đứt. Có thể nếu mà nhà sản xuất mà tính toán mà làm cho cái tiết diện dây nó to hơn và nó khỏe to như con điện trở này chẳng hạn, thì có thể nó sẽ bền hơn. Bây giờ mình sẽ thay con khác, sau đó là mình sẽ lắp vào để cho nó chạy nhá. Mình sẽ lấy một con cuộn cảm ở trên cái adapter bỏ đi này nhá, mình sẽ lắp cho nó. Đây này, con này nó vẫn thông này các bạn này. Đấy. Để trong con trông như này nha, các bạn để ý nó như là các điện trở nha, nhưng thực tế là khi chúng ta tháo nó ra, chúng ta cạy nó ra thì bên trong nó là rất nhiều vòng dây quấn trên một cái lõi ferrite nhé các bạn nhé. Nó chính là cuộn cảm mà, nó ghi trên nó cũng là ghi là cuộn L rồi. Mình sẽ cạy ra cho các bạn xem một cái con chết của nó, với con chết là con bỏ đi mà. Đây là mình bóp ra cho các bạn xem nhé. Các bạn thấy không, nó có sẽ rất nhiều dây này, nó quấn này các bạn này.
Nó là quận cảm đấy nhá. Và cái quận này nó bị đứt rồi, to nó không thông nữa mà. Cái này nó cũng thế, nhưng cái này mình thấy cái vạch màu nó khác, thì có thể là cái số vòng dây nó khác này. Nhưng mà chúng ta vẫn có thể lắp thay cho nhau được. Mình tạm thời dừng video để mình sẽ lắp vào mạch để mình thử cho các bạn xem nhé. Mình đã lắp nó vào trong lò nhá, và mình cũng đính chính một cái này nữa. Mình thấy nó có khác cái lò trước mình sửa này của cái hãng Sáp này, và nó cũng dùng cái bên nguồn này nhá. Thì cái con dưa le bé bé này này, cái con dưa le bé bé mà lúc mình bảo là để xác nhận là khi mở cửa ra và đóng cửa ấy, để nó lên lên màn ấy, thì là con dưa le này ở trong cái model lò này nhá. Thì là nó, mình vừa dò dây, nó chính là ra cái dây vàng này, là nó cấp một đầu cho bóng đèn, cho quạt và cho cái motor quay đĩa. Tức là nó không phải là công tắc xác nhận là nguồn các bạn ạ. Mà con này nó thiết kế kiểu khác với cái lò Sáp trước mình sửa, và nó cũng dùng trên cái, cũng dùng cái bo nguồn này. Thì bây giờ mình sẽ cắm điện này. Thì nó lên luôn các bạn, đấy nó lên màn luôn chứ không cần mở cửa ra nữa. Tức là con dưa le kia nó không phải như chức năng như mình nói ở lúc trước, bởi vì là con này nó thiết kế kiểu khác các bạn ạ. Thì khi mình mở ra này là bóng đèn nó sẽ sáng này, thì là bởi vì là cái con, thì con dưa le đấy nó mới đóng mà, thì nó đèn sáng ấy, nó cấp một cực mà. Đấy, như vậy là nguồn nó đã lên này, và mình bấm này để mình thử nhá. Và mình chạy này, và lò đã chạy bình thường này các bạn này. Và các bạn để ý nhá, cái dòng này, đây là khi nó đã phát sóng này, sóng V3 đã phát nó lên được 6,2A này. Và đây là thời gian nó nghỉ này, và bắt đầu nó cấp điện lại nhá. Dưa le đóng cấp điện lại này. Các bạn chờ túi mình để hơi lâu. Đấy, nó đóng lại rồi này. Vậy là khi mà mới đóng ấy, thì dòng nó chỉ đạt khoảng 3A thôi. Và khi mà vi sóng phát sóng ấy, nó sẽ đạt lên đến 6A. Như vậy là mình đã sửa xong cái lò này nhá. Cái lò này trước thì mình đã sửa một cái van từ cái năm, từ tháng 5 năm 2019. Nó là bị chập cái một cực tụ về vỏ của nó này. Và mình sẽ sửa theo kiểu là mình tách nó ra, mình tách cái chập nó ra theo kiểu như kia. Và nó vẫn chạy tồn tại tốt được đến tận bây giờ. Và cái ban lần này hỏng ấy là không phải do tụ. Thì là trước nó bị chập tụ ra vỏ ấy, thì nó sẽ cháy cái điện trở cầu chì này. Và khách đem đến thì nó vẫn vào nguồn, nhưng mà khi nấu là không nấu được chức năng vi sóng. Tức là khi đó thì cái cao áp này, cái tụ nó chập mà, dẫn tới là cái cầu chì cao áp nó cháy, thì là bếp nó vẫn hoạt động bình thường, nhưng mà ở chế độ vi sóng là nó không sinh nhiệt, không đốt chín được thức ăn. Còn chế độ nướng thì nó vẫn có tác dụng bình thường. Ở video mình kết thúc ở đây nhé.